thông điệp phía sau quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp. Ukraine dùng tên lửa dồn dập đánh trúng 3 tổ hợp phòng không Nga ở Crimea. Phó Thủ tướng Italy cảnh báo nguy cơ Thế chiến thứ 3 cận kề. Thị trưởng Paris quan ngại khi Tổng thống Macron thông báo tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ giải tán quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử lập pháp thật nhanh chóng sau khi đảng của ông thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp nói: "Tôi đã quyết định trao lại cho các bạn quyền lựa chọn tương lai quốc hội của chúng ta thông qua cuộc bỏ phiếu. Do đó, tôi sẽ giải tán quốc hội." Bên cạnh đó, ông cũng cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ bao gồm hai vòng vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 tới. Theo các viện thăm dò ý kiến của Pháp, động thái này diễn ra khi kết quả dự kiến đầu tiên từ Pháp hôm 9 tháng 6 đã đưa Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu của bà Marine Le Pen dẫn trước trong cuộc bầu cử quốc hội Liên minh châu Âu, đánh bại những người theo chủ nghĩa ôn hòa của Macron. Đây cũng là một rủi ro chính trị lớn vì đảng của ông có thể chịu nhiều tổn thất hơn, cản trở phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống vốn sẽ kết thúc vào năm 2027. Ông Macron thừa nhận sự thất bại. Ông nói: "Tôi đã thấy thông điệp của các bạn, những mối quan tâm của các bạn và tôi sẽ không bỏ qua chúng." Theo ông, việc kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh chóng chỉ nhấn mạnh yếu tố dân chủ trong sự lãnh đạo của ông. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu kéo dài 4 ngày tại 27 quốc gia EU là cuộc bầu cử lớn thứ hai trên thế giới sau Ấn Độ. Qua đó, sự trỗi dậy của phe cực hữu thậm chí còn gây sửng sốt hơn nhiều nhà phân tích dự đoán. Tại Đức, Đảng Dân chủ Xã hội lâu đời của Thủ tướng Olaf Scholz đã tụt lại phía sau Đảng Cực hữu, hiện đã vươn lên vị trí thứ hai. Những cuộc bầu cử này diễn ra vào thời điểm thử thách lòng tin của cử tri đối với khối liên minh có dân số khoảng 450 triệu người. Trong 5 năm qua, EU đã bị rung chuyển bởi đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột đất đai lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, các chiến dịch vận động chính trị thường tập trung vào các vấn đề được quan tâm ở từng quốc gia hơn là vào các lợi ích rộng lớn hơn của châu Âu. Quyết định của Tổng thống Pháp đã làm chao đảo thị trường và đồng euro ngày 10 tháng 6. Những lợi ích lớn cho phe cực hữu trong cuộc bầu cử ở Pháp có thể buộc ông Macron phải điều hành chính phủ với một quốc hội đối đầu, khiến chính quyền ôn hòa của ông gặp khó khăn hơn trong việc theo đuổi chương trình nghị sự chính sách của mình và làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đưa tài chính của chính phủ lên một nền tảng bền vững hơn. Chỉ số CAC40 của Pháp, đại diện cho 40 công ty lớn nhất niêm yết ở Paris, giảm 1,8% vào lúc 7 giờ 6 phút sáng theo giờ ET. Trong đó, các ngân hàng nằm trong số những công ty giảm giá nhiều nhất. Chỉ số Stoxx 600 chuẩn của châu Âu được giao dịch giảm 0,6% trong ngày cùng thời điểm. Đồng euro giảm 0,5% so với đồng đô la Mỹ trong giao dịch đầu giờ chiều, chạm mức thấp nhất trong một tháng. So với đồng bảng Anh, đồng tiền chung của 20 quốc gia ở châu Âu giảm 0,4%, giao dịch ở mức yếu nhất trong gần 2 năm. Ngày 10 tháng 6, quân đội Ukraine cho biết đã tập kích trúng một hệ thống S-400 và hai hệ thống S-300 của Nga ở bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tập kích thành công một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 gần Jankoy và hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 của đối phương gần Chornomorsk và Yevpatoria trong đêm. Thông báo cho biết thêm, lực lượng phòng không của Nga ở Crimea đã bị tổn thất nặng nề do lực lượng phòng vệ Ukraine đã tập kích thành công. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng Nga đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào của Ukraine nhằm vào Crimea. Lực lượng Ukraine tuyên bố, không có tên lửa nào do chúng tôi phóng đi mà lực lượng phòng không hiệu quả cao của đối phương đánh chặn được. Các radar của các hệ thống S-300, S-400 được cho là ngay lập tức ngừng hoạt động sau khi tên lửa Ukraine tấn công vào các khu vực trên bán đảo Crimea. Lực lượng Nga đã đóng cửa cầu Kerch, cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Các tài khoản mạng xã hội địa phương cũng đưa tin về các vụ nổ. Hỏa hoạn đã được báo cáo ở các khu vực Jankoy, Feodosia và Chornomorsk ở Crimea. Cùng ngày, Ryba, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moscow, cho biết đêm 9 tháng 6, quân đội Ukraine đã phóng ít nhất 12 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC-MS vào bán đảo Crimea từ tỉnh miền nam Mykolaiv. Kênh tin tức độc lập của Nga Astra nói rằng Ukraine đã khai hỏa ít nhất 10 quả ATAC-MS, làm hư hại hai hệ thống phòng không S-300 và 4 radar ở bán đảo. 4 tên lửa bắn trúng Jankoy, 4 quả khác trúng căn cứ không quân Saki nằm ở phía tây nam Yevpatoria. 2 quả còn lại nhắm vào khu vực gần làng Romov, phía nam khu vực Chornomorsk ở phía tây bán đảo Crimea.
Các tài khoản địa phương cũng cho biết đã xảy ra nhiều vụ nổ tại Crimea trong đêm 9 tháng 6, bao gồm các khu vực xung quanh Yevpatoria và Yankoi. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số lô ATAC-MS từ đầu chiến sự. Nước này ban đầu chỉ viện trợ cho Kiev phiên bản ATAC-MS có tầm bắn 165 km vào mùa thu năm 2023, trước khi bí mật chuyển giao cho Ukraine biến thể có tầm bắn xa gấp đôi vào tháng 3 năm nay. Một quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của Washington khi viện trợ tên lửa ATAC-MS phiên bản tầm xa cho Ukraine là nhằm giúp lực lượng nước này có thể tập kích Crimea hiệu quả hơn. Hồi giữa tháng 4 năm nay, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết lực lượng nước này đã phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng 4 bệ phóng S-400 của Nga khi tập kích sân bay Yankoi. Crimea đã được củng cố mạnh mẽ trong 10 năm qua sau khi sáp nhập vào Nga năm 2014 và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga. Đây là nơi có cảng Sevastopol, khu vực đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Crimea cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp quân sự quan trọng đến miền Nam Ukraine, đồng thời là nơi Nga phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Kiev. Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Crimea và tuyên bố đã làm suy yếu hạm đội Biển Đen của Nga. Kiev cũng tấn công vào cảng Sevastopol và cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Các cuộc tấn công này đã sử dụng vũ khí như xuồng không người lái, máy bay không người lái, tên lửa hành trình Storm Shadow Scarf do Anh và Pháp cung cấp. Ngày 8 tháng 6, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini đã kêu gọi công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu bỏ phiếu chống lại các đảng cánh tả trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, cảnh báo rằng cuối cùng họ có thể châm ngòi cho một thế chiến mới. Ông Salvini đã đưa ra bình luận này khi ông bỏ phiếu ở Milan, đồng thời phát động một cuộc công kích cá nhân mới nhằm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về lập trường liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Ông Salvini tuyên bố, chính phủ Italia là một trong số ít chính phủ vẫn giữ vững lập trường phản đối việc tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Ông cảnh báo, nếu các đảng cánh tả liên minh với Tổng thống Macron giành chiến thắng, thì chiến thứ ba sắp đến gần. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, ông nói, tôi kiên quyết yêu cầu bỏ phiếu phản đối xung đột để cô lập những người đánh bom nguy hiểm như Macron. Hôm nay và ngày mai, người Italia có thể ngăn chặn những cơn gió giao tranh. Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ những lo ngại rằng tuyên bố của ông đã phá vỡ sự im lặng trong thời gian bầu cử. Ông Salvini đã nhiều lần công kích ông Macron vì đề xuất của Tổng thống Pháp rằng Pháp và các nước thành viên NATO khác nên triển khai quân đến Ukraine. Đầu tháng này, ông Salvini kêu gọi Tổng thống Pháp đội mũ bảo hiểm và đích thân tới Ukraine chiến đấu nếu ông muốn xung đột. Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ủng hộ Kiev chống lại Moscow, nhưng họ loại trừ khả năng gửi quân đội Italia tới hỗ trợ lực lượng Ukraine trực tiếp trên chiến trường. Ông Salvini tuyên bố Rome cũng sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, trừ khi chắc chắn rằng vũ khí đó sẽ không được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Quan chức Italia tuyên bố, chúng tôi sẽ không chấp thuận gửi bất kỳ loại vũ khí nào, trừ khi chúng tôi chắc chắn rằng những vũ khí đó sẽ không được sử dụng để tấn công và gây thiệt mạng bên trong lãnh thổ Nga. Đó sẽ là tình huống được chúng ta tiến thẳng tới thế chiến thứ ba. Trước đó, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cũng tuyên bố nước này sẽ không bao giờ gửi quân đến Ukraine và bất kỳ loại vũ khí nào do Italia cung cấp cho Kiev đều không được phép sử dụng sâu trong lãnh thổ Nga. Lập trường của Rome đối với cuộc xung đột Ukraine trái ngược với lập trường của các đồng minh gần đây, khi nhiều quốc gia công khai cho phép Kiev sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu phía sau khu vực xung đột trên lãnh thổ Nga. Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cảnh báo tuyên bố của người đứng đầu NATO là nguy hiểm. Trong khi đó, Thủ tướng Meloni nói, tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại phát ngôn như vậy. Tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trước sức ép từ phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga ở Ukraine sẽ kéo theo một thế chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ngày 9 tháng 6, thị trưởng Paris Hidalgo bày tỏ quan ngại khi Tổng thống Macron thông báo tổ chức bầu cử quốc hội sớm chỉ vài tuần trước Olympic Paris 2024. Bà Hidalgo nói, giống nhiều người, tôi đã ngạc nhiên khi nghe tin Tổng thống quyết định giải tán quốc hội. Bên cạnh đó, thị trưởng Hidalgo cũng cho biết bà quan ngại về kết quả bầu cử nghị viện châu Âu khi đảng cực hữu mặt trận quốc gia Pháp Jeune thắng áp đảo trước đảng Phục Hưng theo đường lối trung dung của ông Macron và cho rằng ông Macron không thể tiếp tục duy trì vị thế như trước. Bà Hidalgo nhấn mạnh,
Tuy nhiên, việc giải tán quốc hội ngay trước thềm Olympic là điều rất đáng lo ngại. Cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7, trong khi Olympic Paris khai mạc chưa đầy 3 tuần sau đó vào ngày 26 tháng 7. Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới bất ổn chính trị trong trường hợp không đảng nào giành được thế đa số hoặc dẫn tới sự thay đổi đáng kể nếu đảng Jeunesse giành chiến thắng. Tuy nhiên, thị trường Paris làm rõ, nếu xét từ góc độ vận hành, cuộc bầu cử không tác động tới Olympic. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cũng khẳng định cuộc bầu cử quốc hội Pháp là quá trình dân chủ, không ảnh hưởng tới Olympic Paris. Ông Bach nói, Pháp đã quen với việc tổ chức các cuộc bầu cử và họ sẽ làm như vậy lần nữa. Pháp sẽ có một chính phủ mới, quốc hội mới và mọi người đều ủng hộ Olympic. Nếu Jeunesse giành đa số ở quốc hội Pháp sau cuộc bầu cử sớm, ông Macron vẫn giữ quyền quyết định chính sách đối ngoại và quốc phòng, nhưng sẽ đánh mất quyền quyết định chính sách trong nước, gồm cả chính sách kinh tế và an ninh quốc gia.